Dàn dây go Phi 168 với một cái kết cấu chúng ta thấy rất là bền chắc và mối hàn như quý vị thấy nè. Bộ khung inox 304 được làm bên Duy thiết kế, đó là chuẩn dày cao với độ dày tuyệt đối nhất để chúng ta có thể sử dụng với thời gian lâu dài 5-10 năm, hoặc là chống chọi với nước mặn hoặc là những cái dùng nước hóa chất, và chúng ta có thể phù hợp cho bơm thủy sản, nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, thoát nước dân rất là nhiều. Và bộ này thì chúng ta có thể là gáp motor từ 5 HP, 7 HP hoặc là 10 HP, một pha hoặc 3 pha. Và như vị thấy kết cấu cánh quạt bơm lưu lượng và lượng nước rất là ok để chúng ta có thể là bơm nước nhanh và bơm nước mạnh, đẩy xa được và cũng giống như là đẩy cao, tầm hoạt động tầm khoảng 3-5 m và 10 m trở lại. Thì quý vị thấy cái kết cấu của bơm Phi 168 này bên thủy sản Duy đã thiết kế rất là chuyên nghiệp và được đông đảo bà con sử dụng. Nếu chúng ta lựa chọn đó là muốn sử dụng lâu dài, muốn sử dụng cho nó bền chắc, thì chúng ta thấy ổ đạn gùa, ổ đạn này bên Duy đã thiết kế cũng bằng inox 304 và mối hàn chúng ta thấy được một cái đường hàn rất là đẹp, rất là chuẩn. Và quý vị có cần chi tiết hơn thì bên Duy cũng sẽ tư vấn để chúng ta có thể sử dụng về cái lưu lượng nước trên ao mình, hay là phải sử dụng motor như thế nào hoặc là máy như thế nào. Chúng ta có thể sử dụng máy diesel hoặc là máy động cơ điện, motor hoặc là máy dầu, nhân dân ta có thể sử dụng được dạng này. Và về cái máy dầu thì thiết kế ra sao thì Duy sẽ chỉ cho quý vị các bạn để chúng ta cùng thiết kế về cái dạng này. Xin chào quý vị các bạn và hẹn gặp lại quý vị các bạn.